Chào các bạn, mình là Toàn, giảng viên chính công ty AutoShop. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn món sứa tươi trân châu bằng đen. Thì đầu tiên để làm nguyên liệu để làm món này, chúng ta sẽ có trân châu. Trân châu ở đây mình đang sử dụng là trân châu Budo, được nhập khẩu chính hãng từ công ty AutoShop. Tiếp đến chúng ta sẽ có sứa tươi, Đà Lạt Milk, thanh trùng, siro đường đen. Đây là ba nguyên liệu chính để làm món sứa tươi trân châu đường đen. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết làm từng bước một. Đầu tiên chúng ta sẽ đi nấu trân châu. Chúng ta sẽ sử dụng cái nồi ủ trân châu. Thì đối với trân châu chúng ta sẽ nấu với tỷ lệ là 1 phần trân châu và 3 phần nước. Tức là 100g trân châu chúng ta sẽ nấu với 300ml nước. Thì ở đây mình đang sử dụng là 1 lít nước. Chúng ta sẽ nấu với 3 lạng trân châu. Ok, sau khi chúng ta cho nước vào, chúng ta tiến hành bật nồi ủ. Sau khi bật nồi ủ đợi nước sôi, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đong trân châu. Với tỷ lệ 1 lít nước, chúng ta sẽ sử dụng với 300g trân châu. Sau khi nước sôi, chúng ta sẽ tiến hành cho trân châu vào. Cho trân châu vào, mọi người sẽ tiến hành lấy một cái môi, chúng ta khuấy đều lên để cho trân châu tơi, không bị dính bám vào thành nồi. Sau khi cho trân châu vào thì chúng ta sẽ khuấy đều trân châu lên đến khi trân châu sôi, nổi hết trân châu trên mặt nước, chúng ta sẽ tiến hành đậy nắp nồi lại. Thời gian nấu của trân châu này sẽ là nấu 30 phút và thời gian ủ sẽ là 30 phút. Chào các bạn, sau khi mà chúng ta đã ủ và nấu trân châu xong, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tắt hết cái nước trân châu đi. Đối với món sứa tươi trân châu bằng đen ấy, chúng ta sẽ chắt hết nước đi. Và chúng ta sẽ lưu ý cho mình là chúng ta sẽ không rửa trân châu dưới vòi nước trắng. Tại vì sao ạ? Chúng ta sẽ tận dụng cái độ nhờn, độ nhớt của hạt trân châu nó tiết ra. Thì khi chúng ta kết hợp với đường đen, chúng ta sử dụng quết lên thành cốc, nó một độ vân bám nhất định. Chúng ta sẽ tạo được công nước, chúng ta sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thì để mà làm món này, sau khi chúng ta chắt hết nước đi, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cho trân châu vào nồi ủ cho mình. Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng siro đường đen. Ở đây mình sẽ sử dụng siro đường đen này với tỷ lệ là 1 cân trân châu mình sẽ sử dụng là 500g đường đen. Chúng ta ủ cùng. Của mình đây là 300g trân châu, mình sẽ sử dụng với 150g đường đen. Chúng ta sẽ tiến hành cho đường đen vào, ủ cùng với trân châu. Các bạn lưu ý là khi chúng ta cho đường đen vào, chúng ta lấy một cái môi, chúng ta khuấy đều lên, cho trân châu với đường đen sẽ hòa quyện vào với nhau. Để món này ngon nhất, sau khi chúng ta mà cho đường đen vào, chúng ta ủ thì chúng ta nên ủ ấm với nhiệt độ là từ 50 đến 70 độ. Sau khoảng thời gian là 30 phút thì lúc đó trân châu với đường đen nó đã ngấm và hòa quyện vào nhau, thì chúng ta ăn hạt trân châu nó sẽ đậm, ngọt đậm và rất là thơm. Sau khi đã đảo trân châu với đường đen thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ủ ấm nồi trân châu này. Mình sẽ tiến hành mình cắm điện và mình sẽ để chế độ nhiệt độ là 60 độ. Thì đối với món trân châu đường đen này, thì để mà ngon nhất thì mọi người lưu ý cho mình là mọi người sẽ sử dụng là trân châu luôn luôn ấm. Tức là chúng ta sẽ sử dụng cái nồi ủ này và để trân châu bên trong đấy khoảng độ 4 đến 6 tiếng là ngon nhất. Chúng ta lưu ý chúng ta không nên vặn cái nhiệt độ quá to. Vặn nhiệt độ quá to mà lượng trân châu ở trong này chúng ta ít đi ấy, thì nó sẽ hiện tượng nóng trân châu quá. Thì trân châu nó sẽ hút nước rất là nhanh, nó sẽ lại bám dính vào nhau.
Sau thời gian ủ trân châu 30 phút, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm thành một cốc thành phẩm sữa tươi trân châu đường đen. Thì đối với cốc size 500ml gọi là size M thì chúng ta sẽ sử dụng cho mình là 150g trân châu đường đen. Chúng ta sẽ tiến hành cho lên cân cân để chúng ta áng chừng được các cốc sau. Sau này mọi người kinh doanh ra, mọi người có thể áng chừng mọi người trong trực tiếp. Đây ạ, thành phẩm 150g trân châu đường đen thì bình quân một cốc size M 500ml ạ. Thì trân châu nó sẽ chiếm 1/3 cốc size M. Thì chủ đạo món này sứ tươi trân châu đường đen thì sứ tươi nó chỉ làm nền cho trân châu thôi. Quan trọng độ ngon và độ ngọt chúng ta phải quyết định tất cả vào hạt trân châu. Tiếp đến chúng ta sẽ tiến hành cho đá vào. Đối với một cốc size 500ml thì mình sẽ sử dụng là 200ml sứ tươi ở đây mình sử dụng là sứ tươi Đà Lạt Minh Thanh Trùng mọi người nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã được thành phẩm một cốc sữa tươi trân châu đường đen. Sau đây mình sẽ tiến hành mình dập nắp cốc lại. Kết thúc video thì mình chúc các bạn sẽ thực hiện thành công món sứa tươi trân châu đường đen này. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.